Thưa quý vị và các bạn, mới đây tổ công tác công an thị xã Mỹ Hào kiểm tra tại quán nước ở khu tập thể Thủy Lợi thuộc phường Bần Yên Nhân thị xã Mỹ Hào phát hiện Nguyễn Tuấn Hoàng, sinh năm 1995 ở thôn Yên Tập, phường Nhân Hòa thị xã Mỹ Hào đang bán ba giấy khám sức khỏe giả của bệnh viện Bạch Mai cho một thanh niên với giá 150.000 đồng một tờ. Qua đấu tranh, Hoàng khai nhận đã cùng với Nguyễn Trung Dũng sinh năm 1999 ở cùng thôn mua số giấy tờ trên về để bán kiếm lời. Qua lời khai của Hoàng và Dũng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Mỹ Hào đã tiến hành bắt giữ Trử Văn Thắng, sinh năm 1999 ở thôn Yên Xá, phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, là đối tượng đã bán giấy tờ cho Hoàng và Dũng. Khám xét người và chỗ ở của Thắng thu giữ gần 300 giấy tờ giả các loại, gồm 23 giấy khám sức khỏe, 12 giấy chứng nhận nằm viện, 14 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, 4 giấy ra viện đã được đóng dấu đỏ mang tên Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài ra còn có 115 giấy chứng nhận nằm viện, 124 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội chưa đóng dấu, 7 mảnh giấy nhỏ được đóng 7 mẫu dấu, 1 hộp mực dấu, 1 dấu số, 7 con dấu chức danh và dấu kết quả khám bệnh hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đang tạm giữ hình sự đối với thắng và củng cố hồ sơ xử lý đối với hoàng và dũng về hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án